tháng 11 diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20 tại đảo Bali, Indonesia. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm trong vòng 3 tiếng vào ngày 14 tháng 11. Đây là cuộc gặp gỡ trực tiếp lần đầu với Chủ tịch Trung Quốc kể từ khi ông Biden lên nhậm chức. Theo thông cáo báo chí của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ông Tập Cận Bình bày tỏ, vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ đầu tiên không thể vượt qua trong mối quan hệ Trung-Mỹ. Hy vọng sẽ thấy được và luôn dốc sức để duy trì hòa bình ổn định cho eo biển Đài Loan. Nhưng việc Đài Loan độc lập là bất tương thích với hòa bình ổn định của eo biển. Tổng thống Biden cũng tổ chức họp báo để nhắc lại lập trường của Mỹ. Our one China policy has not changed. We oppose unilateral change in the status quo by either side, and we're committed to maintaining the peace and stability in the Taiwan Straits. And I do not think there's any imminent attempt on the part of China to invade Taiwan. Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ không ủng hộ Đài Loan độc lập, cũng không ủng hộ quan điểm hai nước Trung Quốc, một Trung Quốc, một Đài Loan, và phán đoán trong thời gian trước mắt Trung Quốc sẽ không xâm phạm Đài Loan bằng vũ lực. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh tình thế hiện tại không phù hợp lợi ích căn bản của người dân hai bên cũng như kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Hai vị nguyên thủ thống nhất rằng cơ quan ngoại giao song phương sẽ duy trì sự trao đổi có tính chiến lược và sự liên lạc thường xuyên để thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ phát triển theo quỹ đạo ổn định. Ông Biden cho biết sắp tới sẽ cử Ngoại trưởng Blinken tới Bắc Kinh tiến hành đàm phán. Gần đây liên tục xảy ra những vụ vờ tuyển dụng để lừa đảo. Có người mắc bẫy việc nhẹ lương cao nên đã đến xin tuyển việc làm, kết quả bị băng nhóm lừa đảo uy hiếp phải giao nộp sổ tài khoản ngân hàng, còn bị đưa tới giam giữ tại khách sạn hoặc nhà thuê. Có người bị hành hạ không chịu đựng nổi đã tìm cách tự vẫn nhưng bất thành, sau cùng đã tìm thời cơ trốn thoát và báo cảnh sát. Khi tới đầu viên tiến hành truy bắt, đội cảnh sát hình sự thành phố Đài Bắc đã bắt được 3 nghi can. Theo điều tra của cảnh sát, những người bị hại vì đang thất nghiệp tin theo bạn bè giới thiệu việc làm được trả lương cao, sau khi tới phỏng vấn liền bị băng nhóm lừa đảo ép lên xe rồi đưa tới giam giữ tại khách sạn. Tài khoản bị sử dụng cho mục đích rửa tiền và còn bị ép trở thành thành viên của băng nhóm lừa đảo, bị đưa tới các quầy lĩnh tiền tại ngân hàng để rút tiền. Có người bị hành hạ 2 tuần liền không chịu nổi, từng có ý định thắt cổ tự tử. 3 nghi can bị bắt đã được đưa về điều tra xét hỏi, trong đó tên chủ mưu họ Từ 36 tuổi từng có tiền án về lừa đảo và xuất thân từ băng nhóm xã hội đen. Cơ quan cảnh sát đã chuyển giao cho cơ quan liên quan xử lý với tội danh gây cản trở tự do. Chỉ riêng cảnh sát thành phố Đài Bắc gần nửa tháng nay đã triệt phá và bắt được 205 nghi can có liên quan đến tội phạm lừa đảo. Dòng người đến xin cấp đổi hộ chiếu xếp hàng dài. Ngoài ra vì không cần kiểm dịch khi nhập cảnh Đài Loan nữa, cộng thêm sắp đến Noel và năm mới dương lịch cũng như Tết âm lịch. Vì vậy, kể từ tháng 12, số người nhập cảnh Đài Loan hàng tuần sẽ được tăng lên thành 200.000 lượt người. Theo thống kê của Bộ Ngoại giao, trong tuần đầu tiên của tháng 11 trên toàn Đài Loan có tổng cộng 35.000 hồ sơ xin cấp đổi hộ chiếu. Số người xin cấp hộ chiếu tăng vọt là do bùng phát làn sóng xuất ngoại đi du lịch sau khi nới lỏng quy định kiểm dịch. Theo doanh nghiệp du lịch quan sát, sau khi mở cửa biên giới, khách nhập cảnh đa phần vẫn là người Đài Loan. Khách du lịch quay trở lại có thể phải đợi tới năm sau. Trong lúc lượng khách nhập cảnh được điều chỉnh tăng dần, gần đây Cục Hàng không Dân dụng cũng yêu cầu các công ty hàng không phải tuyển bổ sung nhân sự để chuẩn bị đón khách du lịch. Sau khi gỡ bỏ kiểm soát biên giới, thực ra ngành du lịch cũng trong tình trạng thiếu nhân lực, bao gồm tài xế xe du lịch, hướng dẫn viên và trưởng đoàn. Cục Du lịch cho biết sẽ điều đình với các công đoàn hiệp hội để kết nối giới thiệu. Lính tự nguyện Đài Loan tăng thánh quan tử trận ở Ukraine vào ngày 14 tháng 11, quân đội Ukraine tại thành phố phía Tây Lviv đã tổ chức lễ tiễn đưa với sự có mặt của mẹ, chị gái và vợ anh. Hàng trăm người dân Ukraine cũng đã đến dự lễ viếng. Quốc kỳ Ukraine và Đài Loan được treo tại buổi lễ. Một số người Ukraine từng sinh sống tại Đài Loan cũng đặc biệt mặc áo khoác biệt đội quốc gia Đài Loan để tiễn biệt tăng thánh quan. Anh Tăng Thánh Quang là người Đài Loan đầu tiên tử trận tại Ukraine. Người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết di thể của anh sẽ được đưa về Đài Loan để an táng. Ngày 14 tháng 11, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky được đông đảo dân chúng chào đón nồng nhiệt tại Kherson. Quân đội Ukraine tiếp tục giành lại được những vùng đất bị mất. Quốc kỳ Ukraine lại tung bay trên bầu trời Kherson sau 8 tháng. Ông Zelensky cho biết đây là dấu hiệu chiến tranh đã bước vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự phân tích, quân đội Ukraine khó vượt qua được chướng ngại bởi con sông Dnipro. Chiến trường tiếp theo có thể sẽ là khu vực Donetsk miền đông Ukraine.